Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 1 sách giáo khoa vật lý lớp 10 trang 103, đề bài như sau. Mô men lực đối với một trục quay là gì? Cánh tay đòn của lực là gì? Khi nào thì lực tác dụng vào một vật có trục quay cố định không làm cho vật quay? Ta sẽ lần lượt trả lời từng ý một. Đầu tiên là mô men lực đối với trục quay. Các em xem lại phần ghi nhớ trang 103 sách giáo khoa. Chúng ta có nội dung như sau. Mô men lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó. Và ta có công thức mô men lực là M bằng F nhân D. Tiếp tục, cánh tay đòn là gì? Thì các em xem nội dung trang 102 sách giáo khoa. Ở đây có viết như sau. Khoảng cách D từ trục quay đến giá của lực gọi là cánh tay đòn của lực. Như vậy khoảng cách từ trục quay đến giá của lực chính là cánh tay đòn. Cuối cùng là khi nào thì lực tác dụng vào một vật có trục quay cố định không làm cho vật quay? Thì ở đây chúng ta sẽ trả lời là khi mà tổng các mô men lực có xu hướng làm cho vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng các mô men lực có xu hướng làm cho vật quay ngược chiều kim đồng hồ thì lúc đấy vật nó sẽ đứng yên. Được chưa nào? Đây chính là nội dung của cái quy tắc mô men. Vậy ta giải bài 1 như sau. Ý thứ nhất, mô men lực đối với trục quay. Là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay. Là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực. Và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó. Ý thứ hai là cánh tay đòn. Cánh tay đòn chính là khoảng cách từ giá của lực đến trục quay. Hay là giá từ trục quay đến giá của khoảng cách từ trục quay đến giá của lực thì đều là như vậy. Cuối cùng, lực tác dụng vào vật có trục quay cố định không làm cho vật quay. Khi tổng các mô men lực có xu hướng làm cho vật quay theo chiều kim đồng hồ thì đúng bằng tổng các mô men lực có xu hướng làm cho vật quay ngược chiều kim đồng hồ. Đến đây ta đã trả lời xong bài 1.